Hello Vansa, xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin của buổi sáng ngày hôm nay về thị trường tiền điện tử cũng như là tình hình cổ phiếu Thì hôm nay tình hình thì họ đang có một cái bài báo bà ca thiếu đang đăng đó là có thể thị trường đang chuẩn bị flip có nghĩa là lật ngược lại tình thế đang ở giữa cái tình trạng là bearish là có thể sẽ quay đầu dần dần theo như cái dự đoán đó quý vị Vậy thì nó có theo cái dự đoán của bà hay không thì chúng ta cùng xem một số tin tức mới nhất của ngày hôm nay đang dự đoán thị trường ờ, nó sẽ đi vào hoảng loạn ra sao và đâu là cái đáy và nó đã tạo cái đáy hay chưa? Mọi người đã có thể vào để nhảy vào đầu tư được hay chưa? Đó thì trước khi vào chia sẻ cảm ơn quý vị đã ủng hộ bán xà Bây giờ thì không có thời gian thành ra thỉnh thoảng lúc nào thấy tin tức nó quan trọng thì bán sàn lên chia sẻ cho quý vị thôi. Ngày hôm nay thì cổ phiếu bị bán tháo đang tàn sát thị trường tiền điện tử Chứ không phải là tiền điện tử nó bị nhiều tin xấu quá quý vị nha Hầu hết là từ bên thị trường của cổ phiếu mà nó áp sang thôi Tại vì cổ phiếu nó tàn sát như vậy thì làm sao mà uh, Nó bị bán tháo mạnh như vậy thì làm sao mà tiền điện tử đứng vững được Thì họ cũng đã nói qua về cái tình hình tiền điện tử từ vào cái thời, thời kỳ năm 2022 nó đã bị lần này là lần thứ hai đi vào cái tình trạng là rơi tự do và mất rất nhiều các cái nguồn đầu tư ở trên cái um, uh, các market của crypto và họ cũng đang đưa ra cái thông tin là do cái tình trạng tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đã khiến cho tất cả các nhà đầu tư và tất cả mọi người người ta đã gần như là không còn cái cảm giác để mà đầu tư vào cái thị trường cổ phiếu thì tiền điện tử cũng tương tự như vậy và bây giờ thì họ đang lo lắng cái tình trạng của chứng khoán thị trường chứng khoán nó sẽ còn đổ vỡ tiếp tục và thị trường của tiền điện tử thì sẽ bị ảnh hưởng kéo theo và hôm nay thì họ cũng đưa ra một cái chi tiết là nguyên nhân cái cái reason Nguyên nhân lớn nhất để cái thị trường nó lao đao như vậy là gì? Thì họ nói là uh, thị trường hiện tại nó không là một cái thị trường bền vững Cho đó là do toàn bộ các cái báo cáo thu nhập đồng loạt bị thấp kém trong suốt 4 quý Thì bây giờ cái quý này là cái quý thấp kém nhất Kể cả những cái gã khổng lồ, ví dụ như Amazon Uh, rồi Google, rồi Walmart, mặt rồi Target lâu những cái báo cáo vừa mới xảy ra ngày hôm qua đó quý vị. Cũng đều bị thấp bị bị uh, thấp hơn cái expect cho nên là đồng loạt tất cả các cái mã cổ phiếu nó đều giảm. Bên cạnh đó Tesla mặc dù earning của cái quý vừa rồi cao uh, mong hơn mong đợi thế nhưng Tesla lại dính vào chính trị do Elon Musk thì uh, hôm nay Tesla lại tiếp tục bị đi xuống và họ còn có cái dự đoán là tết là sẽ có thể về với cái ngưỡng 400-500 quý vị nha đây là một cái điều mà chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi đó và cái suy thoái thu nhập không phải là cái mối đe dọa lớn nhất mà thị trường chứng khoán phải phải đối mặt lúc này và cái điều mà họ đang đối mặt đó chính là cái sự báo cáo thu nhập của toàn toàn thể các cái ngành bán lẻ đều bị giảm mạnh đó là cái điều mà họ rất là bất ngờ đó và ai là người đang lo sợ về những cái báo cáo ơn ninh và gây cái sự hoảng loạn thì họ cho rằng tất cả các cái công ty trong cái quý này quý vị nhìn cái cái biểu đồ này quý này, này một chút này một chút này rồi cũng tăng được một chút một chút rồi cuối cùng bây giờ quý vị nhìn sang cái quý này nó giảm xuống này lower gen hơn 20% như thế này thì họ cho rằng uh, cái tình hình tình trạng nó biểu hiện ở trên cái báo cáo này đó. Hôm nay chỉ có duy nhất Pfizer thì một số anh chị em sót chơi trên Pfizer đó, thì sáng ngày hôm nay có thể ao. Khi mà nó đang lên nha, để cảnh báo cho quý vị nha, tại vì nó có thể xuống ngay lập tức luôn đó mặc dù nó có cái thông báo là vaccine Pfizer có cái mũi boost tiếp theo cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi Nhưng quý vị phải hiểu một điều là nó chỉ là lên một chút xíu như vậy thôi Chứ cái thị trường này nó không có bền vững được đâu cho nên những ai mà Lúc sáng thì có gửi tin nhắn cho bé xà là lời được chút trên Pfizer ơi quý vị Nên chốt lời nha chứ đừng có để tại vì để rồi nó sẽ đi xuống rồi sẽ mất hết tiền Nhất là những người mà short option đó, thì tiền nó đi nhanh lắm Thì đó là cái lời khuyên cho những quý vị như vậy và mặc dù hôm nay thì bà Bà Cà thiếu Wood đã nói là uh, thị trường sẽ có thể quay về, quay về với cái uh, phần người bà dùng cái từ flip đó, có nghĩa là nó đang bearish thì có thể nó sẽ quay lại và quay đầu và sẽ đi lên. Đó, thì nhưng mà cái lời phán đoán của bà ấy đã bị trì triết rất là nhiều và họ cho rằng nó vẫn chưa phải là cái đáy để cho quý vị vào nha. Hiện tại bây giờ nó chưa phải là cái đáy để cho quý vị vào. Vậy thì những người nào có tiền thì nên short only thì quý vị có thể vào lúc nó đang đáy à, đang đắm đắm đang dip xuống á. Rồi quý vị thấy nó phăm lên một chút có lời chút xíu quý vị có thể đẩy ra. Đó là cái chơi uh, cái cái cách chơi trong cái thị trường hiện tại bây giờ. Đó. Mặc dù là uh, những cái đe dọa về cổ phiếu nhưng mà các cái trader thì vẫn rất là lạc quan nhảy vào những cái mã coin đó đặc biệt là uh, Bitcoin thì họ cho rằng là có thể nó sẽ chạm đáy vào tháng 11 nha quý vị cho nên bây giờ vẫn chưa phải là cái đáy họ còn dự tính à nó sẽ về tới 20 very soon đó thì nếu như nó về 20 thì tất nhiên các cái mã khác cũng sẽ xuống sâu hơn thôi vì cái tình trạng hiện tại bây giờ nó bất ổn như vậy đó thì tất cả những cái table table game đối mặt với vụ kiện tập thể sau khi gây tổn hại 44 triệu đô đầu tư về USD nữa này rất nhiều đó và Ethereum tiếp tục trong giai đoạn bất ổn Bitcoin Ethereum này nói chung là tất cả các cái mã bây giờ là đều ở trong cái tình trạng rất là nguy hiểm cho nên là mọi người cần phải cẩn trọng là vì vậy Xem trên Twitter có cái tin gì nổi trội ở trên Twitter cho quý vị hay không nha Twitter thì bây giờ họ cũng sợ lắm rồi Twitter thì vì, tại vì là Elon dính vào chính trị đó Cho nên là ai mà hầu Twitter bây giờ chắc cũng sợ Người đồng sáng lập PayPal, PayPal David Swagg đã xác nhận rằng anh ấy đang nắm giữ Bitcoin. Đó thì có thể rất nhiều người đang nắm giữ Bitcoin và họ còn có thể là mua cái thêm vào khi cái nó xuống đáy á. Bitcoin rất nhiều người giữ quý vị nha, tắt cái ngân hàng nói chung là Bitcoin thì uh, nó xuống thì nó xuống thôi rồi nó cũng sẽ lên lại thôi, chỉ có điều là nó xuống nhiều quá thì những cái người mà chưa mua thì cơ hội để cho quý vị mua những người đu đỉnh thì họ sẽ bị lút, họ sẽ bị giảm tiền của họ ấy đó. Chứ còn thì nó cũng không thể về lòng đất được đó. Thì riêng về bitcoin thì rất nhiều người rất nhiều báo họ đã đăng dầm dập mấy ngày hôm qua vừa rồi còn Shiba New thì mấy vừa rồi rất mọi người rất sợ khi mà nó có cái bài đăng từ cách đây ba hôm mà Vanessa cũng đã sâu qua hôm uh, cho quý vị đó đó là Shiba có thể về số 0 thì thực ra bây giờ nó hoảng loạn thị trường như vậy thì họ sẽ rất có rất nhiều các cái tin để cho quý vị lo sợ có thể quý vị sẽ bán tháo hết sạch thành xanh luôn giống như cái thời kỳ ngày xưa đó không còn ai giữ nữa chẳng hạn Bán xà thì không, bởi vì có ít lắm Mỗi cái mua 8 ngàn, 7 ngàn các thứ Thì bây giờ nó cũng còn có hơn ngàn Thì bán trả được bao nhiêu thì bán xà cũng vứt kệ đó thôi đó Thì có thể là sau khi c ba Mà uh, Bị những cái tin như vậy Thì rất nhiều người bán tháo đi Thì có thể đến lúc nó không còn người nắm giữ mấy nữa Thì lúc đấy nó pump lên Thì sẽ chỉ còn lại, sót lại những người nào còn giữ nó thôi uh, Chứ nhiều người giữ quá Thì nó cũng không có lên được đâu quý vị Cho nên là kệ để cho mọi người bán vậy đi sự hợp tác giữa Siba và Red Bull chính thức đã được đưa ra trong cái bài báo ngày hôm nay cách đây 2 giờ đồng hồ này. Đây cũng là một cái tin good cho Shiba. Đó nhưng mà quý vị thấy là cổ phiếu nó còn giảm như vậy thì Shiba làm sao nó đứng vững được? Nó xuống đến 11 là nó cũng hoành tráng lắm rồi. Đó. Thành quy định dự thảo Bitcoin này, Gritcher ở đạo ship này đã hoàn thành cái dự thảo. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Đây là một cái dự thảo ở ở đạo ship nha quý vị đó crypto vẫn còn hoành tráng như vậy nhưng mà thôi nó ảnh hưởng thị trường chung thôi thì nó vẫn phải lao đao. Terra Th đã giới thiệu ba sửa đổi với đề xuất của mình để tạo ra một chuỗi mới. Cái này thì hôm trước có thông tin này từ mấy bữa trước nó đã dậm dịch đưa ra cái dự luật sửa đổi ba ba mục của Luna đó, Terra đó. Rồi uh, Terra Revival Plan này. Trời ơi, ai nhảy vào thì nhảy nha, chứ bán xả chịu thôi. Giờ ngồi yên. Bây giờ cũng không có tiền để nhảy vào nữa nha, quý vị ơi. Đó thì rất nhiều tin tức. Quý vị có thể vào đọc thêm trên Twitter các kiểu này. Bán xả chỉ lên một chút xíu thông báo cho quý vị. Những cái thông tin như vậy thôi, có nghĩa là nó chưa có chạm đáy đâu. Nhưng mọi người vào thì vào một chút xíu thôi. Để dành, nhỡ nó có lên thì mình cũng đẩy luôn ra kiếm lời. Rồi thị trường nó còn có thể đi vào cái thời kỳ suy thoái. Nữa, chứ như vậy vẫn chưa có ăn thua Nhưng mà nó vẫn có những cái đợt phăm nhẹ Có nghĩa là nó dùng cái từ là uh, Short trade đó Thì quý vị vẫn có thể short trade kiểu như vậy được Đó Ok, thì hôm nay tình hình Chỉ có vậy thôi để xem uh, Nga, Ukraine có cái gì Nga, Ukraine hay không này tỷ phú Pakistan mua chiến đấu cơ Cho Ukraine, đấy Ukraine được ủng hộ Rất là nhiều, rồi Liên Hợp cảnh báo nạn đói kêu gọi Nga hãy để Ukraine bán ngũ cốc cho thế giới. Trời <laughs> ơi, bây giờ lại còn Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói thì quý vị phải biết là nó như thế nào rồi. Kinh tế thế giới tạo thêm khó khăn tranh cử cho Đảng Dân Chủ. Đấy, Dân Chủ mà bây giờ đang tranh cử đó mà tình hình kinh tế nó như vậy thì ai dám bầu. Đấy là những cái điều mà nó cũng rất là nguy hiểm. Mọi người họ cũng biết hết rồi bầu cho ai thì thôi cái thời kỳ này như vậy thì, thì đánh chấp nhận thôi biết làm nào đó bán xà thì vẫn tiếp tục bán hàng quý vị nha bán hàng kiếm tiền lẻ còn tiền thì đổ đầu vào cổ phiếu tiền chẵn rồi cuối cùng bây giờ tiền chẵn thì thành tiền lẻ đó cả nhà ơi thôi <laughs> đến chết mất đó thì hôm nay có cái chương trình của cái dầu Modemona thì bán xà sẽ sell big sell trong vòng một tuần có 39 đồng 99 thôi và cái uh, hồng sâm à uh, big sale có 69 đồng đó quý vị, 60 30 gói luôn. Thì uh, quý vị mua được uh, khuyến mại trực uh, gọi là trong cái đợt này và những ai mà uh, mua từ đơn thứ ba trở lên thì Vạn sẽ có chương trình tặng quà đặc biệt, giá trị 30 đồng và ai không muốn tặng quà thì sẽ được giảm 30 đô luôn quý vị nha. Đó thì cái chương trình Marumura dầu gội này nó chỉ có trong vòng một tuần thôi. Vì mà mỗi người chỉ được mua limit thôi, đó thì Vạn uh, đưa ra cái chương trình đó cho quý vị còn uh, um, ai mà có mua ở bên Việt Nam thì quý vị gọi điện cho số điện thoại 0947 671717 nha thì họ liên lạc, lạc rồi sẽ bán giả sẽ gửi hàng. Còn ở bên Mỹ thì 562-316-7590 Đó là số điện thoại ờ, Ở bên Mỹ Hoặc là số thứ hai là 213-605-3929 nói chung là tất cả những cái sản phẩm bán xà bán thì mọi người dùng rất là good và đã có rất nhiều những cái review à, quý vị mệt mỏi cứ xâm mà dã thôi hết mệt mỏi ngay làm vài chóp cũng ok liên hệ với Vanessa xà nha xâm thì hiện nó tăng giá toàn bộ các loại xâm rồi kể cả xâm lát luôn hiện tại nó còn limit nữa chứ không còn được giống như trước kia thì quý vị biết là suy thoái kinh tế thì cái mặt hàng nó cũng nó cũng không có nhiều cho mình đâu. mình toàn bị mua limit thôi rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ văn xà. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái thông tin tiếp theo. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Bye bye.